Hello. Lời đầu tiên vẫn là lời kính chào toàn thể anh chị cô chú và nhà đầu tư. Thì trong cái ấm áp của mùa xuân và cái nóng lên của khí trời mùa hạ, nóng về thời tiết, nóng về kinh tế có dấu hiệu phục hồi tí xíu, mặc dù nó chưa có lớn lắm nhưng cũng có dấu hiệu phục hồi. Và nóng về cái sự nóng lòng của đất rẻ Đại Bình, đất rẻ Hòa Nguyễn, kiếm những cái sản phẩm chưa qua đầu tư gửi đến với anh chị cô chú. Thì hôm nay em xin chia sẻ đến với anh chị cô chú một cái căn nhà này. Nó nằm ở cây số 30, trung tâm thị trấn Hàm Thuận Nam. Nhà rất là đẹp luôn nha, kiên cố, mới xây 2 năm thôi. Ngang là 5m, dài là 62m, nếu trừ mốc bảo giới là còn 53m. Đó, có tổng diện tích là 265m², có 200m thổ cư. Em xin phép là chỉ quay ngoại cảnh và cái khu vực của cái nhà thôi, không vào nhà quay, vì nó có nhiều lý do. Thứ nhất là nhà ta đang làm ăn kinh doanh tiệc cưới, cho nên em không có vào. Cái thứ hai, cái lý do đặc biệt nhất là chủ nhà không muốn quay lên, sợ những người bên ngân hàng, những người bên cho vay bên ngoài, người ta biết, người ta đến làm khó làm dễ. Không phải là gì hết, tại vì chủ nhà làm ăn rất khấm khá, nhưng vợ bị bệnh rất là nặng, cần số tiền lớn, mà đã chữa trị thì khoảng thời gian rất là dài rồi, giờ hết sức rồi, hết sức chịu đựng rồi, nên bán thì giá là 4 tỷ nha. Còn thương lượng nhẹ tí xíu thôi. Còn anh chị cô chú nếu thấy nó phù hợp với cái tiêu chí của mình để mở văn phòng, để ở hoặc để đầu tư thì cứ ra gặp trực tiếp với chủ, bên em làm việc là thoải mái lắm. Có thể là anh chị cô chú là xem xong rồi biết luôn cái vị trí đâu anh chị cô chú vào làm việc trực tiếp luôn, khỏi qua em cũng được. Nhưng mà nếu có đầu tư thì cũng nói là khách của đất rẻ Đại Bình giới thiệu này nọ thôi cũng được. Đây, tại vì bên em làm việc rất thoải mái, không có phải lo lắng gì cả. Rồi hy vọng là anh chị cô chú sau khi xem thì ưng ý xuống chốt liền nha. Giá thì 4 tỷ mà cái giá này rất mềm, vì nằm ở trên cái trục đường quốc lộ 1A, trung tâm của huyện. Đầu tư xin lời mở văn phòng này nọ là ok hết. Rồi bây giờ thực tế thế nào thì em mời anh chị cô chú khảo sát với em nhé. Hiện tại thì đất rẻ Đại Bình đang đứng trên quốc lộ 1A và ngay cây số 30, và cũng là trên cái căn nhà em chia sẻ đến với anh chị cô chú luôn. Thì căn nhà này nó tọa lạc ở khu vực trung tâm thị trấn Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nhé. Thì em xin phép là chỉ quay khu vực và quay ngoại cảnh ở ngoài căn nhà thôi, chứ không có vào trong, vì nó có nhiều lý do. Và cái lý do đặc biệt là chủ đang nợ ngân hàng và bên ngoài rất nhiều, vì vậy chủ không muốn quay lên, sợ là người ta đến người ta xiết nhà. Và không phải chủ ăn chơi gì đâu nghe anh chị cô chú, chủ là người kinh doanh bên dịch vụ tiệc cưới, cũng rất là khấm khá. Nhưng có điều do hoàn cảnh vợ bị bệnh cần cái số tiền lớn điều trị, nhưng mà lâu dài nữa, giờ chịu hết nổi rồi, muốn âm thầm bán để đã nợ một phần, và một phần là chăm sóc cho vợ. Thì cái khu vực thị trấn Thuận Nam này, nếu anh chị cô chú về Phan Thiết là khoảng 30 cây số nha, còn nếu về La Ghi này nọ là khoảng 26 cây số, ra cao tốc này cũng khoảng chừng 26 cây. Thì cái khu vực này là sầm uất buôn bán đầu tư kinh doanh này nọ là, hoặc là làm văn phòng là ok hết nha anh chị cô chú. Đó, cái nhà mà một trệt một lầu đó, rất là đẹp đó.
nhà kiên cố xây 2 năm thôi, mua vào là ở ngay, mở văn phòng thì quá tiện lợi luôn, vì nhà thiết kế rất là đẹp, ngang 5, dài 62m, nếu mà từ mốc lộ giới rồi còn 53m, tổng diện tích là 265m và 200m thổ cư nha, rất là đẹp luôn. Ở xung quanh là nhà biệt thự nè, đó, rất là đẹp. Còn nếu mà mình đi chợ về trung tâm Thuận Nam thì nó chỉ 1-2 cây, đó, xung quanh là những cái vựa thanh long nè, khu vực Sầm Quốc. Thì giá này là chủ thu về 4 tỷ nha, còn thương lượng nhẹ tí xíu thôi, vì nó nằm trên ngay cái mặt tiền quốc lộ 1A luôn, nhà kiên cố, có 200m thổ cư nữa, khu vực này xin lên thổ cư, cái tiền thổ cư 200m cũng gần cả tỷ bạc rồi, rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Đó. Thì anh chị cô chú mà thấy cái căn nhà này nó phù hợp với cái túi tiền của mình, phù hợp với tiêu chí của mình để đầu tư kinh doanh, để đầu tư sinh lời hoặc là mở văn phòng này nọ, thì cứ liên lạc với em. Thì nhà thờ, trường học, ủy ban gì nó sát bên luôn. Đây về Sài Gòn là đúng 160 cây, nếu mình đi theo quốc lộ 1A nha, còn nếu mà đi theo cao tốc thì khoảng 130 mấy 40 cây thôi. Từ Sài Gòn ra đây thì khoảng chừng 1.5 tiếng. Đó, xung quanh là nhà cửa san sát hết. Rồi em cũng quay sơ qua cái ngoại cảnh của cái studio Vũ Trung, anh chị của chú theo. Đó, một cái căn nhà rất là tuyệt vời nha. Thì có nhiều lý do để mà em không vào bên trong, tại vì nhà nó đang kinh doanh tiệc áo cưới đó. Đó. Cho nên không có vào trong, mà vì lý do đặc biệt thì em cũng đã báo anh chị của chú rồi. Ở xung quanh là nhà máy thái, nhà biệt thự đầy hết trơn. Nhà này thì mở văn phòng là ok, anh chị cô chú làm văn phòng đại diện tour du lịch này nọ thì quá tuyệt vời rồi. Ở xung quanh là nhà cửa dân cư rất là đẹp, xe thì chạy nườm nượp luôn, vì nó là nằm ở quốc lộ nha, quá đẹp. Thì xung quanh cái ngoại cảnh như thế này, điều kiện như thế này, giá cả thì chủ thu về là 4 tỷ thương lượng nhẹ. Rồi nếu mà anh chị cô chú thấy phù hợp với mình thì cứ mạnh dạn alo em 0703431475 để em hướng dẫn anh chị cô chú xem gặp chủ nhé. Nếu mà thật sự thiện chí thì xem nhà trực tiếp với chủ luôn, em chỉ quay ngoại cảnh và để làm việc với chú nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều.